Một hệ thống robot đang giúp các nhà khoa học ở Australia tìm kiếm một loại tảo được gọi là siêu tảo do có khả năng giúp chống lại biến đổi khí hậu. Loài thực vật nhỏ xíu này có thể loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển, hiệu quả gấp 40 lần so với cây xanh. Các nhà khoa học ở Đại học Công nghệ Sydney, Australia dùng robot để tìm ra loại tảo này và đưa chúng vào những vật liệu như là vải, nhựa sinh học được con người sử dụng hàng ngày nhằm hấp thụ khí CO2 trong không khí. Khi tìm được siêu tảo thì các nhà khoa học sẽ nuôi trồng nó trong những lò phản ứng sinh học để có thể nhân lên về số lượng. Các nhà khoa học ước tính là chúng ta còn 10 năm để loại khí CO2 khỏi tất cả các ngành công nghiệp nhằm giữ nhiệt độ trái đất ở mức chỉ cao hơn thời tiền công nghiệp 1,5 độ C, qua đó tránh được những thảm họa không thể đảo ngược do biến đổi khí hậu gây ra. Hiện khí CO2 trong bầu khí quyển đang ở mức cao nhất trong hơn 3 triệu năm qua. Sản phẩm hấp thụ khí CO2 làm từ loại tảo này có thể gắn vào tường, thảm, tất cả những kết cấu có thể hấp thụ được CO2 từ khí quyển trong nhiều thập kỷ. Tương lai là chúng ta sẽ không phải chỉ dựa vào rừng để hấp thụ khí CO2 nữa. Có thiết kế khá giống một chiếc xe thể thao đắt tiền, nhưng dòng xe mang tên Robo01 này còn nhiều hơn thế. Nhà phát triển Jidu, chi nhánh xe điện thuộc ông lớn công nghệ Baidu của Trung Quốc, tự tin rằng đây là một trong những chiếc xe ô tô thông minh đầu tiên của thế giới. Robo01 sở hữu một loạt tính năng thông minh, mà quan trọng nhất là giao tiếp với con người. Nó không chỉ là ô tô, mà là một chiếc xe robot, giống như một người bạn của chủ xe vậy. Khả năng giao tiếp này được thể hiện khi 99% chức năng đều có thể điều khiển bằng giọng nói, kết hợp cùng hệ thống 12 camera và cảm biến LiDAR, những công nghệ thời thượng hiện nay của ngành xe tự lái. Kể từ sau thành công của Tesla với xe điện và các tính năng tự lái, việc thúc đẩy những hệ thống điều khiển xe thông minh đang trở thành xu thế mà cả những ông lớn công nghệ như Apple, Google hay các nhà sản xuất xe như Volkswagen và Ford đều quan tâm. Giới công nghệ Trung Quốc cũng không đứng ngoài với việc Baidu thành lập Jidu vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, để có thể lặp lại thành công như của Tesla thì giá cả sẽ là một trong những yếu tố quyết định. Baidu kỳ vọng các mẫu xe thông minh như Robo01 có thể tiếp cận người tiêu dùng với mức giá chỉ chưa đến $30,000, kéo theo cuộc cạnh tranh ô tô thông minh. Cà phê tái chế thành phân bón trồng nấm và sản xuất gạch cách nhiệt. Đây là cách mà công ty Farmafuji tại Bỉ đã thực hiện với mục tiêu cắt giảm lượng rác thải thực phẩm. Công ty này thời gian qua đã thu gom và tái chế bã cà phê để làm phân bón trồng nấm bào ngư. Hỗn hợp này gồm rơm và bã cà phê, sau đó các nhân viên cho thêm nước và bào tử nấm vàng, từ đó những cây nấm sẽ phát triển tốt. Khi thu hoạch nấm xong, nếu như vứt bỏ hỗn hợp bã cà phê và rơm thì sẽ lại tạo thêm rác thải ra môi trường. Vì vậy, công ty Permafuji sẽ tiếp tục tái sử dụng hỗn hợp này và trộn với sợi nấm để tạo ra một loại gạch cách nhiệt mới. Hiện công ty đang lên kế hoạch mở rộng quy mô, đặt mục tiêu sản xuất 12 tấn gạch cách nhiệt từ bã cà phê và sợi nấm. Hãng hàng không All Nippon Airways đã bắt đầu bán những chiếc túi sách làm từ áo liền quần từng được thợ máy của hãng mặc. Bằng cách làm này, hãng tái sử dụng được hơn 300 bộ quần áo lao động bị bỏ đi mỗi năm. Theo All Nippon Airways, chất liệu vải của các bộ quần áo này có độ bền cao, rất lý tưởng cho việc tái chế thành túi đeo. Trong khi đó, hãng hàng không Japan Airlines đang tái chế áo phao hết hạn sử dụng, biến chúng thành các túi đựng đồ. Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, chỉ có khoảng 1/3 quần áo bỏ đi ở Nhật Bản được tái chế. Và với cách làm này thì ngành hàng không Nhật Bản muốn góp sức trong nỗ lực bảo vệ môi trường. Chiếc máy bay không người lái tự hành này có thể chống lại sức gió mạnh của lốc xoáy. Đây là sản phẩm do Viện Công nghệ California tại Mỹ phát triển, được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong du lịch hàng không và cứu hộ y tế. Chiếc máy bay không người lái chỉ nặng khoảng 2,3 kg, nhưng có thể dự đoán cách phản ứng với gió trong thời gian thực, cũng như tính toán các điều kiện xung quanh 5 lần một giây. Nó có thể chịu được sức gió mạnh tương đương 1.200 chiếc quạt tạo ra. Công nghệ này được xem là sẽ giúp ích cho việc phát triển các loại máy bay thương mại không bị ảnh hưởng bởi nhiễu động không khí, cũng như phát triển máy bay cứu thương tiếp cận hiện trường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Mới đây thì một nhóm bác sĩ Mỹ cho biết đã thực hiện thành công ca cấy ghép tai người sử dụng công nghệ in 3D nhờ các tế bào được lấy từ bệnh nhân mắc dị tật. Bước đi tiên phong này đem lại tia hy vọng cho những người mắc chứng dị tật tai nhỏ bẩm sinh hiếm gặp. Quy trình được thực hiện bằng cách quét hình ảnh 3D của một tai phát triển bình thường của bệnh nhân, lấy các tế bào sụn từ tai của họ rồi nuôi cấy để thu được một lượng vừa đủ. Những tế bào này được trộn với một loại mực sinh học gốc collagen được tạo hình thành tai ngoài với sự hỗ trợ của một lớp vỏ in 3D phân hủy sinh học. Tai cấy ghép sẽ phát triển dần theo thời gian với hình dáng như là chức năng như là tai bình thường khác.